Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10. Thì ở đây các bạn có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất là các bạn liệt kê ra rồi các bạn chọn số chẵn. Cách thứ hai là các bạn dùng kiến thức về số chẵn. Thì các bạn nhớ số chẵn là gì? Số chẵn là số có số chẵn là số có số tổng cùng hay còn gọi là hàng đơn vị, được chưa? Nếu là số tự nhiên là hàng đơn vị là những số sau đây: 0, 2, 4, 6 và 8. Ví dụ như 16, đây hàng đơn vị là số 6 có trong này, vậy 16 chính là số chẵn. Ok chưa? Rồi vậy các bạn hãy viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10. Vậy C nè, thì số chẵn nhỏ nhất chính là số 0, rồi tới số mấy ạ? 2, 4. Cứ tiếp tục các bạn cộng thêm hai đơn vị thì các bạn sẽ ra số chẵn tiếp theo 6, 8, tiếp tục 10. Lấy 10 không ạ? Không, bởi vì nó nhỏ hơn 10. 10 là bằng 10 rồi, các bạn bỏ số 10 đây. Vậy tập hợp C gồm những số sau đây: 0, 2, 4, 6 và 8. Ok chưa? Rồi, tương tự các bạn hãy viết tập hợp D. Các bạn hãy nghe kỹ đề nha các bạn. Bài tập viết tập hợp D là các số tự nhiên, chẵn nhỏ hơn 20. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lại nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để lại khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.